biểu diễn của hai em Đặng Huyền Nga và Nguyễn Dương Khang. Mỗi em sẽ biểu diễn một tiểu phẩm và sau đó thì cả hai em sẽ hòa tấu một tiểu phẩm. Trước tiên sẽ là em Đặng Huyền Nga với tiểu phẩm Tambourine của Mozart. Thank you.
Vâng, xin mời Nguyễn Nga và Dương Phan hãy nghe lời nhận xét của hội đồng nghệ thuật. Xin chúc mừng hai con và các bạn nữa.